Xin chào quý vị và các bạn. Không chỉ miền Bắc mà thời tiết cả nước đang dần bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt đầu hè, với nhiệt độ sẽ ngày càng tăng cao từ hôm nay cho tới hết tuần này. Nửa đêm về sáng là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ. Lúc 5 cho đến 6 giờ sáng, trời bắt đầu hửng nắng nhẹ vài nơi, nhưng nhiệt độ chỉ ở mức từ 26 cho đến 27 độ. Lúc này nhờ gió đông nam ẩm thổi nhẹ nên tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn đôi chút, với độ ẩm còn ở mức cao là trên 90%. Tiết trời tạnh ráo sẽ là điều kiện lý tưởng cho chúng ta khởi đầu ngày mới. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Từ khoảng sau 8 giờ sáng, khi mà nắng tỏa khắp không gian, nền nhiệt sẽ tăng lên mức từ 29 cho đến 30 độ. Kết hợp thêm với giao thông đông đúc vào đầu giờ sáng, thì cảm giác thực tế sẽ còn nóng hơn từ 4 cho đến 6 độ. Trưa nay, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ, với mức nhiệt trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Chỉ một vài nơi ở ven biển, nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Trong khi đó, vùng núi ở phía Tây nằm gần với vùng áp thấp nóng ở phía Tây, nhiệt độ có thể tăng cao hơn. Sang đến ngày mùng 1, ngày mùng 2 tháng 6, do vùng áp thấp ở phía Tây phát triển mạnh hơn nên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên. Nắng nóng lan rộng ở hầu khắp các nơi trên khu vực với mức nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 cho đến 38 độ, thậm chí một số nơi còn trên 38 độ. Không chỉ ban ngày mà ngay cả về đêm và sáng, ở các tỉnh thuộc vùng đồng bằng và trung du, nhất là những nơi chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị, trời cũng oi nóng, rất khó chịu khi nhiệt độ ở mức từ 27 cho đến 30 độ. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, sau những cơn mưa dông đầu mùa, từ hôm nay với ảnh hưởng của vùng thấp nóng ở phía Tây, trời giảm mưa, chuyển nắng với nền nhiệt tăng nhanh từng ngày. Trưa nay nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhờ gió biển điều hòa nên thời tiết dễ chịu hơn một chút, với nền nhiệt đa phần các nơi không vượt quá ngưỡng 34 độ. Nhìn chung thời tiết hôm nay vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất tại đây. Sau đó, cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, từ ngày mùng 1, ngày mùng 2 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và lan trên diện rộng, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An kéo dài đến tận Bình Định và Phú Yên, nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Riêng những nơi thuộc vùng núi ở phía Tây khu vực sẽ có nhiệt độ lên trên 39 độ. Trời nắng chói chang từ sáng đến chiều muộn cùng độ ẩm không khí giảm mạnh khiến cho cảm giác nóng tăng lên. Thời tiết không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân mà nguy cơ xảy ra cháy nổ sẽ rất cao, nhất là đối với những cánh rừng ở phía Tây khu vực Trung Bộ. Vì vậy, bà con cần hết sức thận trọng khi đốt nương làm rẫy trong những ngày sắp tới, tránh để xảy ra hỏa hoạn rất nguy hiểm. Hôm nay cũng là một ngày nắng và nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Trời có nắng từ sáng cho đến chiều, thời tiết thuận lợi cho việc lưu thông cũng như là sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên, nhiệt độ vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều tại khu vực Nam Bộ tương đối cao, đặc biệt là ở khu vực miền Đông Nam Bộ, đạt mức từ 34 cho đến 35 độ. Vì vậy, ngày mai mùng 1 tháng 6, nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi, quý vị không nên cho các em nhỏ tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm từ 12 cho đến 15 giờ chiều để đảm bảo sức khỏe. Do gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu dần, nên hôm nay mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm về cả diện và lượng, đồng thời thời gian mưa cũng lùi hẳn vào lúc chiều tối. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, mưa giảm dần, gió Tây Nam có cường độ trung bình, nên thời tiết thuận lợi hơn cho hoạt động hàng hải. Như vậy là hôm nay cả nước cùng chung xu thế nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao. Bản tin thời tiết sáng nay sẽ khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!